À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn làm hai cái cây sương liễu các bạn ơi. Đó, mình có hai cây sương liễu nè. Thì hôm nay thử làm cái sương liễu này nó có cái dáng liễu rủ. Đó, thì thử cái kiểu này các bạn. Thì đây là cái lần đầu tiên mình làm theo cái kiểu này. Đó, thì đầu tiên là mình tuốt lá đi các bạn. Sương liễu được cái dễ tuốt lá à. Cầm tuốt tuốt như là tuốt bồ ngót vậy đó, rất là nhanh các bạn. Thì mình sẽ tuốt hết cái lá này xong mình quấn dây các bạn, xong mình uốn cho nó rủ rủ xuống á, giống như cây liễu rủ vậy đó. Đó thì làm cho nó đúng cái kiểu cái tên của nó luôn các bạn. Đó, liễu nha, sơn liễu thì làm cho nó thành cây liễu luôn, liễu rủ. Đó, thì làm thử các bạn, làm thử cái kiểu này thôi ha, lâu lâu thì đổi kiểu một bữa các bạn. Thì cây sương liễu này nó sống rất là khỏe các bạn, nó sống rất là mãnh liệt, nó cũng là cái dạng rất là dễ nhân giống, nhất là dâm cành. Những cái cành mà nó dài dài á, nó mà chạm đất thì nó cũng ra rễ luôn nữa, nó dễ sống cực kỳ các bạn. Đặc biệt là khi chúng ta tuốt lá nó ra lá non á, các bạn để ngoài nắng á, thì cái lá non của nó chuyển sang màu đỏ nhìn đẹp lắm, như lá phong vậy đó. Thì hôm nay mình sẽ quấn dây và đi cho nó rủ xuống, bẻ những cái gốc vuông đó, những cái co vuông vuông xuống, rồi làm một cái cây liễu rủ. Thì có một lần mình nghe một cái anh nói là em có biết cây sương liễu nó đẹp nhất là nó có cái dáng gì không? Mình nói là mình không biết, tại vì đó giờ chưa có gặp cây sương liễu ở ngoài bao giờ hết. Thì anh nói là cái cây sương liễu á, khi mà nó thường hay mọc ở cái sườn núi, mấy cái vách núi các bạn. Mình nghe kể là như vậy đó. Thì khi mà tàn nó ra dài rồi á thì nó sẽ rủ xuống các bạn. Cái nhánh nó ra dài nó rủ xuống. Nó rủ xuống mà nó nhìn nó buồn lắm. Nhìn như vậy nó mới đúng cái kiểu của cây sương liễu. Thì mình chỉ nghe diễn tả thôi chứ mình chưa có nhìn được cái cây sương liễu ở ngoài bao giờ các bạn. Thì mình chỉ nghe nghe như vậy. Hôm nay làm thử. Không biết là làm gì có giống cái cây sương liễu ở ngoài không, không biết. Thì đầu tiên là mình sẽ quấn dây. Quấn dây xong rồi mình trước tiên là chắc có lẽ là mình sẽ bẻ bẻ những cái nhánh nó đi xuống trước cái đã. Cho nó đi xuống xuống trước cái đã. Rồi sau đó thì mới mới lắc lượng hoặc là uốn cong hoặc là uốn góc vuông gì đó. À, chúng ta cắt sao nè. Bây giờ mình sẽ quấn dây xong rồi mình bẻ xuống các bạn. Đó. Bẻ tất cả các chi cho nó đi xuống trước cái đã. Cho nó đi xuống xong rồi chúng ta so cái độ dài ngắn nó chênh lệch với nhau, nó cao thấp, nó dài ngắn. Cắt đi những cái cành nào quá dài. Đó, thì bắt đầu mình sẽ bẻ vuông hoặc là uốn sao đó. Đầu tiên mình sẽ quấn dây xong mình đưa xuống các bạn hả, mình bẻ xuống xuống vậy đó cho nó rủ xuống vậy đó. Làm cái sơn liễu mà nhìn cho nó buồn, nhìn vô mà thấy nó buồn á thì mới giống các bạn. Nó không buồn là không giống nha, liễu rủ. Người ta hay nói liễu rủ là nhìn nó rất là buồn à. Thì không biết là cái sơn liễu ở ngoài tự nhiên á nó có rủ xuống như vậy không thì mình không biết, mà mình nghĩ là cũng có thể các bạn, tại vì cái sương liễu á cái nhánh nó ra dài mà cái cọng nó rất là nhỏ, nó dài nên cái gì nó dài mà nhỏ thì nó phải rụt xuống các bạn. Mình thích nhất là cái sương liễu lúc mà mình cắt lá như vậy nè các bạn, mình để ngoài nắng. Nó đâm lá non rất là nhanh, đâm lá non nhanh lắm, khoảng chừng
3 đến 4 ngày là lá non nó ra rồi. Đó, nhanh nhanh cực kỳ nhanh luôn. Mà cái lá non nó nhú nhú ra nó màu đỏ. Nhìn đẹp lắm. Đó, giờ mình bẻ hết những cái cành xuống các bạn. Đó, bây giờ bắt đầu mình cắt các bạn. Cắt cắt xo le ha. Không có để bằng nha. Cắt ngắn dài, cao thấp vậy đó. Để mình bẻ những góc vuông các bạn, góc chuông nè. Đó, cho nó đi ngang và đi xuống rồi đi qua đó. Mà tất cả những cái góc này là góc vuông hết, không có uống lượng ha, không có chơi lượng nha, chơi cong 3D vậy hết ha. Rủ thì cho nó đi vuông vuông vậy đó, thử các bạn. Thì hôm nay cũng là một ngày mới đi làm về thì bay vô thì làm cây luôn đó. Các bạn thấy á, mình vẫn có bản đồ công nhân, bản đồ đi làm mới về. Về tới nhà thì khoảng tầm khoảng hơn 5 giờ, 5 giờ rưỡi đó, mới đầu mà làm cây. Sơn liễu thì nó là loại cái da nó rất là mỏng các bạn. Cái da của sơn liễu nó rất là mỏng. Đó, nó cái đoạn mà nó già, nhìn cái thân nó nhìn nó đẹp lắm. Nhìn nó cằn cỗi lắm kìa. Đó. Nhưng mà đặc biệt cái là sơn liễu này các bạn thường xuyên tuốt lá ha. Khi lá nó già, các bạn tuốt, các bạn rút chi mà cứ thường xuyên làm như vậy đó. Cái cành nó già nó khô lại các bạn, cành nó khô đi nó già, nhìn nhìn cái cây nó cứng cáp lắm, nhìn cái cây giống như là cái cây già vậy đó, nó được cái vậy vậy. Cố gắng bẻ những cái góc vuông. Thì các bạn nhìn cái cây sơn liễu này như thế nào thì cho mình cái ý kiến nha. Đó. Chứ mình thấy cái cây này là cũng đuối lắm rồi đó. Nhìn rối. Và nếu như chúng ta làm một cái cây liễu rủ thì chúng ta phát triển từ một cái cành chính, và nó sẽ đâm theo nhiều cái cành phụ, nó rủ xuống thì nhìn nó đẹp hơn. À. Đó, nhưng mà cái cây này thì mình tận dụng hết tất cả những cái cành để cho nó đi xuống. Thì sau này nhất định nó mọc lá thì nó sẽ mọc cái cành các bạn. Nó mọc thêm những cái cành nhỏ từ những cái cành lớn đây nè. Đó, thì về lúc đó thì mình sẽ chọn ra những cái cành nào được thì mình vẫn có thể uống cho nó rủ xuống tiếp. Đó. Sơ sơ thì nó vậy các bạn. Đó. Cái cành kia dài quá ha, nhìn xấu ha. Để mình nghiên cứu đi. Chắc có lẽ là cắt ngắn đi cũng được các bạn. Nó tạm thời thì nó như vậy đó. Thì các bạn xem thì nhớ góp ý cho mình về cái cây này. Đó. Nó có giống cái cây sơn liễu ở ngoài thiên nhiên không? Đó. Thì đây là cái cây nữa nè bạn. À, mình có hai cây sơn liễu nè. Cái này già các bạn, cực kỳ già luôn. Các bạn nhìn thấy nè. Rất là già. Nhưng mà bản thân cây sơn liễu các bạn thấy không? Khi mà nó ra dài thì nó tự động nó rủ xuống à. Thì cây này mình sẽ không uống mà mình sẽ dùng cái phương pháp cắt rút chi các bạn. Đó. Tại cái cây này uống thì cũng không có được gì đâu. Đó, mình chỉ cắt cắn để rút cái chi ngắn lại và cố tình làm như vậy để cho nó mọc nhiều cái xương hơn. Đó, thì chúng ta chơi chơi cái chi nó nhiều xương á. Đó, thì các bạn cắt ngắn tuốt lá xong rồi rút chi cắt cành cho nó ngắn lại thì mỗi mỗi một đoạn như vậy đó, thì cái xương nó sẽ mọc ra, nó sẽ mọc ra những cái cành cành cấp 1, cấp 2 đó, thì nó nhiều xương thì nhìn thấy cây nó đẹp hơn. Và cái cây này thì sẽ không để cái cành nó dài các bạn, nhưng mà nó phải nó bự và nó già và nó nhiều cành đi. Đó, cây này rất là già các bạn, bạn nhìn thấy cái thân nó rất là già luôn á, cái da nó khô luôn, nhìn trắng tươi, nhìn giống như cây khô vậy đó các bạn.
đó, các bạn cắt rút cái chi cho nó ngắn lại, thì sau một đợt như vậy là nhất định nó sẽ đâm ra nhiều cái chi ngay nhỏ nữa, rồi chúng ta nuôi lên cho nó bự lên, chúng ta tiếp tục cắt rút lại nữa đó. Thì các bạn làm mà chừng một cái phôi mà các bạn làm mà chừng khoảng 1 năm như vậy thì nhất định là cái cây chúng ta nó sẽ có nhiều cái xương các bạn đó, nhiều cái xương, nhiều cái chi lên nhìn rất là đẹp. Nhìn giống như cây khô vậy các bạn. Đó, cái ngắn thì ok, thì cái clip bên đây cũng kết thúc rồi. Thì các bạn cảm thấy thích cái clip này thì đừng quên đăng ký kênh và like cho mình một cái. Thì xin chào. Hẹn gặp lại các bạn những cái clip sau. Thì sau khi cây này, hai cây này nó ra lá non thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. À, xin chào.